Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và một lần nữa, nếu như quý vị đang theo dõi chúng tôi trên YouTube thì xin vui lòng ấn vào nút subscribe cũng như nút cái chuông và share những cái chương trình của Sài Gòn TV để cho nhiều khán giả Việt Nam và đặc biệt là trong cộng đồng cũng như ở Việt Nam có thể biết được đến những cái chương trình về tin tức và bình luận về thời sự nhiều hơn. Thưa quý vị, ở phần 1 chúng tôi đã thưa về những cái tình hình, cái thực trạng mà lạm dụng những cái tấm thẻ báo chí và những cái vật dụng công an để đi ra đường để khè thiên hạ đó thưa quý vị, để mà lách luật đó, thì đó là câu chuyện rất là nhan nhản ở Việt Nam. Và sau đó là cả cái câu chuyện là báo chí truyền thông á có những cái vùng cấm không có được đưa tin, nhưng mà nổi bật vừa qua trong cái dư luận là câu chuyện xử ông Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh á, mà tòa án ở Đức vừa mới tuyên án thì Việt Nam hoàn toàn không có đưa tin gì hết. Và chúng tôi đã thưa câu chuyện này, và một lần nữa đứng đằng sau cái đường dây bắt cóc đó là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, là cái người mà đang có nhiều cái đồn đoán và nhiều cái sự kỳ vọng là ông có thể lên ở vị trí là chủ tịch nước của Việt Nam. Và bây giờ trở lại với tin tức của nước Mỹ thưa quý vị. Ở cái thời điểm mà Hoàng Vy đang ngồi thưa chuyện quý vị đó, thì vào ngày hôm thứ Tư là sẽ có cuộc họp với Ngân hàng Trung ương, và họ sẽ đưa ra một cái lời tuyên bố rằng là có tiếp tục tăng lãi suất hay không, trong cái bối cảnh với cái mục đích là Ngân hàng Trung ương đã đưa ra ngay từ đầu, từ ngay từ năm ngoái, là họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để làm chi, để giảm nhu cầu tiêu dùng, chi xài, vay mượn nợ để làm chi, để mà giảm lạm phát. Nhưng mà nay cái câu chuyện lạm phát đó, nó đã khác rồi, nó đã có những cái biến chuyển tích cực. Ví dụ như năm 2022, cả năm 2022 thì đã đóng lại bằng cái chỉ số lạm phát là 6.5%. Và nó đã có những cái dấu hiệu, ví dụ như là năm từ tháng 12 mà so với tháng 11 của năm ngoái đó thưa quý vị, thì lạm phát cũng đã có cái dấu hiệu giảm. Nhưng mà giảm như thế này thì Ngân hàng Trung ương đã hài lòng chưa? Thì câu trả lời là chưa. Bởi vì cái goal, cái mục đích mà họ mong muốn là phải kéo lạm phát xuống chỉ còn khoảng 2-3 chấm mà thôi. Nhưng cho nên là có nhiều cái lời dự đoán của các chuyên gia kinh tế là sau cái cuộc họp ngày thứ Tư thì có thể là Ngân hàng Trung ương sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất, nhưng mà tăng ít ít thôi chứ không còn rát như cái năm ngoái nữa, là khoảng 0.25%. Và nó có một cái ý như thế này nè thú vị. Thực ra là Ngân hàng Trung ương đó hiện nay đó cũng đang có rất là nhiều những cái áp lực. Họ có rất là nhiều những cái áp lực. Ví dụ như là họ tăng lãi suất nhiều thì người dân khi mà vay mượn nợ, và cả những cái doanh nghiệp nữa chứ, cũng khá là điêu đứng khi mà cần phải vay mượn để mà làm ăn, để mà kinh doanh, và cả những cái sự chỉ trích rất là nhiều. Nhưng mà Ngân hàng Trung ương nói no, chúng tôi phải đạt được cái mục đích cuối cùng, dẫu cho là cái mục đích đó nó có thể gây tổn thương cho người dân Mỹ, để làm sao mà đưa lạm phát về cái với mục tiêu con số mà đáng mơ ước thì chúng tôi mới ngừng. Và bây giờ đó, nếu như mà họ chấm dứt cái việc tăng lãi suất này quá sớm, họ chấm dứt cái biện pháp này quá sớm, thì có thể lạm phát đang có dấu hiệu là đang đi xuống một cách tích cực thì có thể là nó sẽ tăng vọt trở lại. Nhưng nếu như họ stop, họ ngưng cái biện pháp này quá trễ thì có thể nó sẽ gây ra vô số những tổn thương cho người dân nè, rồi cho cả đặc biệt là những cái doanh nghiệp nữa, và sâu xa hơn nó sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân Mỹ. Bởi vì các doanh nghiệp họ không có những cái vốn để mà họ có, không vay mượn được vốn để mà họ làm ăn, để mà sản xuất, để mà kinh doanh, thì họ sẽ phải cắt giảm lao động. Thì cái điều đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Mỹ, rồi không có việc làm thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng, nó là một cái chuỗi domino nó dẫn dắt, và nền kinh tế của Mỹ nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là Ngân hàng Trung ương, nhiều người cho rằng hơn lúc nào hết bây giờ đang đứng trước một cái ngã ba đường đó, và một cái quyết định cực kỳ khó khăn. Nói như nhiều người ta ví von, người ta nói đó, giống như là bây giờ đang phải lái một cái chiếc tàu rất là lớn mà đi qua cơn bão, mà ở giữa đại dương á, mà khi mà trong cái cơn bão thì mây mù, gió nó che chắn hết, tầm nhìn thì không thấy rõ. Bởi vì các kinh tế gia suy cho cùng họ dựa trên mô hình, và họ dựa trên những cái gì vừa mới xảy ra nhất. Nhưng mà chung quy họ cũng chỉ là những con người, và họ dựa trên những cái mô hình thì nó sẽ có những cái sai sót. Giống như là lái những cái chiếc tàu mà đi qua cái cơn bão thì cái tầm nhìn nó đã bị che chắn rất là nhiều.
Cho nên có thể cái sự phán đoán đó của cái người thuyền trưởng đó có thể là nó sẽ có sai lầm. Cho nên cái chúng ta người dân Mỹ hiện nay đang hồi hộp để chờ cái tuyên bố cuối cùng của Ngân hàng Trung ương là có tiếp tục tăng hay không, và tăng đến bao nhiêu, và rồi tăng như thế này cho đến bao giờ nữa. Trong cái bối cảnh là ngày hôm thứ Ba, thưa quý vị, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng vừa có một cái bản báo cáo, và họ nhìn nhận rằng so với cái sự hồi phục kinh tế của năm 2022 đó, ở Mỹ đó và cả ở Âu Châu nữa, đã có một sự hồi phục kinh tế khá là ngoạn mục, và vì vậy cho nên là họ nâng cái mức tăng trưởng toàn cầu lên, trái với những cái lời dự đoán bi quan đưa ra trước đó. Nhưng chúng ta, như hồi nãy chúng tôi nói đó, là vẫn chưa biết một cái điều gì nó xảy ra ở phía trước. Thì đồng thời trong cái dòng mà thời sự như vậy đó, thưa quý vị, thì có một cái bản khảo sát của Gallup. Họ khảo sát trong suốt những cái thập niên vừa qua, là năm nào họ cũng khảo sát là ok, vậy thì cái ngày đầu năm mới như thế này á, hoặc là trải qua một năm vừa hết rồi, thì cái nỗi niềm ưu tư, cái sự bận tâm của người dân Mỹ là gì? Là cái vấn đề gì? Thì đây là cái điều khá là bất ngờ và mới nhất, thưa quý vị. Nếu như chúng ta biết là từ sau, quý vị nhớ không, sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ đó, cái thông điệp mà Đảng Cộng Hòa gần như là chiến lược luôn đưa ra cái target message để mà cho người dân đó là lạm phát và lạm phát. Cứ đánh vô cái vấn đề đó để mà có thể kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho mình. Là bởi vì lúc ở thời điểm vào giữa kỳ là tháng 11 đó, ngày 8 tháng 11 bầu cử giữa kỳ, cái câu chuyện lạm phát nó vẫn còn nóng hổi, câu chuyện vật giá tiêu dùng nó vẫn còn nóng hổi, và bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng. Hoàng Vy đọc thấy là trên Business Insider có những cái người lao động thu nhập middle class, thưa quý vị, mà thu nhập cả 100,000 một năm nhưng mà vẫn sống từ paycheck cho đến paycheck. Và bây giờ người dân Mỹ đi ra chợ mua thực phẩm về và đặt lên trên bàn ăn vẫn còn than trời. Nhưng một cái điều khá là ngạc nhiên mà theo Gallup tiết lộ, thì cái câu chuyện lạm phát nó không còn là cái vấn đề nóng bỏng hàng đầu của người dân Mỹ quan tâm nữa. Mà quý vị có biết là cái vấn đề gì mà người dân Mỹ hiện nay đang gọi là ưu tư trăn trở và có nhiều cái sự bất bình nhiều nhất? Đó là cái đường hướng lãnh đạo của chính phủ hiện nay, và đi xa hơn là cả cái ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp nữa. Đó là cái điều ưu tư nhất. Và họ nói là nếu như mà tháng 11 á, về cái chuyện mà nước Mỹ bây giờ có đi đúng hướng hay không á, thì chỉ có 15% người khảo sát được hỏi là họ nói rằng họ ưu tư về cái vấn đề này, rằng nước Mỹ có đi đúng hướng hay không. Nhưng mà bây giờ vào tháng 12, cái bản khảo sát kết quả ra mới nhất, thì cái con số nó đã nhảy lên tới gần 26%. Để cho thấy là họ thực sự ưu tư, nhìn đâu cũng cảm thấy vấn đề. Và người dân Mỹ bắt đầu hoài nghi về những cái chính sách của chính phủ, về sự lãnh đạo của chính phủ, rồi cả hai cái nhánh còn lại là cái nhánh lập pháp và tư pháp nữa. Ở chính phủ Joe Biden, một cái điều phải thẳng thắn nhìn nhận là, thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua, dưới cái sự dẫn dắt của chính phủ Joe Biden, thì cái cuộc chiến lạm phát nó đã có những con số tích cực. Và thậm chí là ngày hôm thứ Ba, là ngày hôm qua, ông Joe Biden vẫn tiếp tục đi đến các cái tiểu bang. Nếu như là vào tháng 12, ông đi đến Kentucky và ông sát cánh với ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell để mà quảng bá cho cái đạo luật hạ tầng cơ sở đã được thông qua vào năm ngoái đó. Và đây là kết quả cụ thể, đây là chúng tôi xây dựng đường xá cầu cống đây. Và đến ngày hôm qua là ngày thứ Ba, ông lại đi đến New York và ông đứng ở một cái đường hầm xe lửa, Galway, và ông nói rằng đây là thành quả của đạo luật hạ tầng cơ sở đã được lưỡng đảng thông qua và ông đã ký ban hành thành luật. Thì bây giờ ông sẽ sửa chữa những cái đường ngầm như thế này để phục vụ cho người dân cần cái nhu cầu đi lại bằng xe lửa mà lên đến 200,000 người một ngày. Và cái việc mà những cái đạo luật hạ tầng cơ sở cụ thể là ở những cái dự án như thế này á, nó đem lại job, ví dụ như là cho 70,000 người. Thì đó là những cái thông tin mà Tòa Bạch Ốc và cả bên phía Đảng Dân Chủ đang cố gắng để cho người dân thấy, nhìn thấy rõ bằng mắt là họ có làm việc và đã có những cái thành quả nhất định. Nhưng mà nó có một cái lưu ý như thế này nè, thưa quý vị. Có một cái lưu ý mà đây là một sự thật. Và đây là một sự thật. Nếu như cái cuộc chiến chống lạm phát
mà Tổng thống Joe Biden đã vào đầu tháng 1, ông đã cố gắng để chuyển đãi đến một số cái thành tựu nhất định trong cái cuộc chiến này cho người dân được biết. Và rõ ràng là người dân Mỹ họ có appreciate, họ có ghi nhận và cả cảm kích về chuyện đó. Nhưng mà rất là không may cho Tổng thống Joe Biden khi mà cái câu chuyện hồ sơ mật nó bùng phát ra thì nó làm cho người dân Mỹ, người ta nó phủ bóng mờ lên những cái thành tựu đó. Và không phải người dân Mỹ nào họ cũng có được những cái nhìn một cách trung dung và nhìn một cái bức tranh toàn cảnh để mà họ biết là đâu là cái vấn đề thực sự có ích cho mình và đâu là cái vấn đề mà nó diễn ra tạm thời. Nhưng mà theo cái bản khảo sát trên NBC News vừa mới đưa ra vào ngày hôm thứ Ba, Hoàng Vy thấy, người dân Mỹ họ nhìn nhận như nhau cả hai cái vụ hồ sơ mật của ông Trump và của ông Biden. Họ nhìn nhận như nhau, mặc dù Tòa Bạch Ốc và phía đảng Dân Chủ cứ cố gắng để nói rằng nó khác nhau về bản chất là một bên là tự nguyện, đã giao nộp và hợp tác hoàn toàn với Bộ Tư pháp, cũng như là cơ quan lưu trữ, còn một bên là cố gắng cản trở cái việc này. Nhưng mà người dân Mỹ, người ta không phải ai cũng biết như vậy, thưa quý vị. Thậm chí cái việc mà Tổng thống Joe Biden trong suốt cái thời gian vừa qua, ông đã nỗ lực, ông đi đến các cái tiểu bang để quảng bá về những gì mà thực sự chính phủ ông làm nè. Xây dựng hạ tầng cơ sở như thế này là ai hưởng lợi? Là người dân hưởng lợi, đất nước hưởng lợi, là con cháu hưởng lợi. Và cả tạo công ăn việc làm nữa. Nhưng mà những cái điều đó, nói cho ngay, nó khá là mơ hồ và không phải là người dân Mỹ nào cũng ý thức. Điều họ chỉ nhìn thấy trước mắt là ví dụ cơm áo gạo tiền. Họ thấy trước mắt là cái quyền của họ đi bầu cử có bị ảnh hưởng, có bị hạn chế hay không. Và một cái chi tiết vô cùng quan trọng mà nó ảnh hưởng không nhỏ về cái sự tin tưởng của người dân Mỹ đối với chính phủ và xa hơn là cả cái hai nhánh lập pháp và tư pháp. Đó là những cái thông tin. Quý vị thấy người dân Mỹ sống trong một cái xứ sở tự do đó, những cái thông tin tràn ngập. Và họ đang đứng trước một cái lượng lớn bủa vây bởi những cái thông tin như thế này. Có những thông tin đúng và có những thông tin sai. Làm sao mà ở một cái người dân bình thường có một cái sự tiếp nhận thông tin một cách trung bình, họ có thể thẩm định được hết các cái thông tin. Thậm chí là cả cái sự chống phá của những cái người chính quyền tiền nhiệm, thay vì đóng góp những ý kiến để cùng đưa nước Mỹ lèo lái qua những cái cơn bỉ cực để mà đến cái hồi Thái Lai, thì có một cái sự chống phá rất là lớn đến nhiều từ những cái người chính phủ ở tiền nhiệm. Và cứ làm, quý vị thấy giống như cứ đi 3 bước là bị 1 bước thụt lùi. Cứ xây lên 5 viên gạch thì nó bị hụt xuống 1 viên gạch. Cho nên đó là đang giải thích cái sự hoài nghi của cái người dân Mỹ vào chẳng những là về cái sự dẫn dắt của chính phủ đương nhiệm mà cả về nền dân chủ của nước Mỹ. Và Hoàng Vy nhớ là đã từng thưa quý vị là cả người dân trên thế giới hiện nay hoài nghi cả nền dân chủ trên khắp cả thế giới chứ không chỉ nước Mỹ. Những câu chuyện về người dân nổi dậy để mà lật ngược kết quả bầu cử, họ nhân bản cái câu chuyện ngày 6 tháng Giêng ở Mỹ sang cái câu chuyện ở Brazil vừa rồi. Và trở lại với tình hình nước Mỹ, thưa quý vị, thì đó là cái vấn đề là cái con số mà từ theo cái bản khảo sát của Gallup và nói rằng người dân người ta rất là hoang mang về cái sự dẫn dắt của chính phủ đương nhiệm cũng như cái việc mà nước Mỹ hiện nay có đi đúng hướng hay không. Thì Nhân có nói về cái vụ hồ sơ mật. Thì cũng đồng thời ngày hôm nay, thưa quý vị, thì cơ quan lưu trữ quốc gia cũng vừa mới theo cái yêu cầu của một số các hãng truyền thông như là Bloomberg, họ đã viện dẫn cái quyền mà phải được biết và các cái cơ quan của chính phủ phải tiết lộ những cái thông tin cho người dân và cho truyền thông được biết, cái đạo luật gọi là FOIA, thưa quý vị, là đặc biệt là những cái cơ quan truyền thông. Thì ngày hôm nay trên Bloomberg có cái thông tin là ở cái vụ hồ sơ mật ở Mar-a-Lago đó, mà cơ quan lưu trữ là trải qua 18 tháng trời thì mới có thể thu hồi được, và phải là do FBI đã xâm nhập và đột kích và tịch thu những cái tài liệu ở nhà riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago đó. Thì quý vị có biết không là những cái thùng tài liệu đó nó nặng lên đến 500 pound và cơ quan lưu trữ phải trả số tiền để mà vận chuyển những cái thùng tài liệu mật đó từ Florida về lại đến Washington, và chính phủ của Mỹ đã phải trả số tiền là 5.000 Mỹ Kim. 5.000 Mỹ Kim, và 5.000 Mỹ Kim chúng ta có thể biết từ tiền đó từ đâu ra? Từ tiền thuế người dân mà ra.
Đó là cũng là một thông tin nhỏ nhưng mà để cho chúng ta biết thêm về cái câu chuyện hồ sơ mật. Và cũng liên quan về câu chuyện hồ sơ mật, thưa quý vị, để trả lời cho những người bên phía đảng Cộng Hòa cho rằng và kể cả cái lời buộc tội của cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng là ở Mỹ có hai luật pháp, bởi làm sao mà người dân cảm thấy tin tưởng vào luật pháp của nước Mỹ được, là bởi vì ở nước Mỹ có hai cái hệ thống luật pháp rõ ràng nghe, theo lời của ông Trump. Một bên là đối xử với cựu Tổng thống rất là bất công lắm. Còn một bên là đối xử với ông đương kim Tổng thống Joe Biden rất là thiên vị. Tại sao mà FBI không có lục soát nhà riêng của ông Biden mà chỉ lục soát nhà riêng của ông Trump? Và Hoàng Vy đọc thấy rất là nhiều những cái thư gửi về cho chương trình sự kiện cũng như là những cái lời bình luận như vậy. Thì xin thưa quý vị, FBI cũng đã lục soát nhà riêng của ông Biden rồi. Đã lục soát rồi, và thậm chí ở cái thời điểm mà lục soát đó là Bộ Tư pháp đã thủ sẵn một cái trác tòa. Nếu như mà luật sư của ông Biden không có hợp tác đó thì họ sẽ có cái trác tòa để mà họ tạo cái áp lực để mà bắt buộc phải hợp tác, như câu chuyện của ông Trump là Bộ Tư pháp phải có cái trác tòa thì mới vô được mà lục soát nhà ông Trump một cách bất ngờ như vậy. Đó là cái chi tiết thứ nhất, cho nên không có cái sự thiên vị ở đây. Và cái chi tiết thứ hai, FBI cũng từng đến lục tung cái văn phòng làm việc của ông Biden ở tại Biden Penn Center, thưa quý vị. Ngay khi từ ngày 2 tháng 11 mà phát hiện ra một số cái tài liệu mật mà là do luật sư của ông Biden báo lên với cơ quan lưu trữ và Bộ Tư pháp đó, thì FBI cũng đến lục soát rồi. Và cái thông tin này mãi cho đến ngày hôm thứ Ba là ngày 31 Tây Tháng Giêng thì đài CBS người ta mới có được và người ta mới tung ra cái thông tin này cho người dân được biết. Như vậy, kết luận từ sau câu chuyện này là gì? Là không có bất kỳ một cái sự thiên vị nào của Bộ Tư pháp dành cho cái ông đương kim Tổng thống Joe Biden hết. Đối xử như nhau, FBI đều tiến vào và lục soát. Và thứ hai là cái dấu hỏi người ta đi xa hơn, đó là câu chuyện tại sao cái vụ lục soát này nó xảy ra vào tháng 11 mà Tòa Bạch Ốc không công bố cho người dân được biết, mặc dù là ngày nào Tòa Bạch Ốc cũng có những cái phiên họp để mà giới truyền thông đó đặt những cái câu hỏi và trả lời về những cái vấn đề đang những cái điểm nóng trong ngày, những cái sự kiện trong ngày, tại sao không nói? Và nó người ta lại nhớ lại cái dấu hỏi rất lớn là ở cái thời điểm vào ngày 2 tháng 11 là tìm thấy lần thứ nhất, ngày 20 tháng 12 là cái tài liệu lần thứ hai ngay tại nhà riêng. Nhưng mà phải đến ngày 4 Tây Tháng Giêng thì Tòa Bạch Ốc mới thông báo cho người dân công chúng được biết về cái tài liệu lần thứ nhất. Tại sao lại không minh bạch? Tại sao không nói cho người dân được biết, trong khi chính phủ Joe Biden nhiều lần cam kết rằng là sẽ minh bạch hoàn toàn? Thì đó, đây là sau cái câu chuyện hồ sơ mật để cho chúng ta có cái nhìn trung dung đầy đủ về cả cái hai phía. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.